Ngày đó, cô gái đọc được một quyển sách rất hay về tình mẫu tử. Thấy cảm động, cô liền gọi điện thoại về nhà. Lần đầu tiên cô nói với mẹ một câu: "Con yêu mẹ." Người mẹ đầu dây bên kia cười nói: "Nói đi, muốn mua gì, muốn bao nhiêu tiền?" Cô gái nói: "Con không cần gì cả. Con chỉ cảm thấy nhớ mẹ mà thôi." Người mẹ nghe xong vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Con gặp chuyện gì rồi phải không? Đừng nghĩ quẩn nha con. Mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ ổn mà thôi." Cô gái phải giải thích mãi, cuối cùng người mẹ mới chịu tin. Cúp điện thoại, hai dòng nước mắt cô chảy dài. Đã bao giờ bạn gọi điện cho bố mẹ và nói rằng con yêu bố mẹ? Đối với phần lớn các bạn nữ thì đây có thể là chuyện thường xuyên. Nhưng các bạn nam thì sao? Bạn đã nói rằng con yêu bố mẹ chưa? Rồi có những anh chị lớn tuổi, liệu anh chị còn có cơ hội để nói rằng con yêu bố mẹ? Tôi thì chưa bao giờ nói gì đó, tôi chỉ hành động mà thôi. Và cách làm của tôi chính là: thứ nhất, biếu tiền để bố mẹ sử dụng cho nhu cầu cá nhân hàng tháng. Thứ hai, mua bảo hiểm cho chính mình, bởi tôi hiểu rằng nếu tôi còn tồn tại thì đích thân tôi sẽ làm ra thu nhập và phụng dưỡng bố mẹ. Nếu tôi không còn tồn tại vì một lý do nào đó nữa thì bảo hiểm nhân thọ sẽ thay tôi làm điều đó. Thứ ba, mua bảo hiểm cho bố mẹ để bố mẹ được hưởng tất cả quyền lợi ưu việt mà bảo hiểm nhân thọ mang lại. Tôi đã thể hiện tình yêu với bố mẹ từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây như thế. Còn anh chị thì sao? Nếu anh chị cũng như tôi không thể thể hiện tình yêu với bố mẹ bằng lời nói thì hãy thể hiện bằng hành động ngay bây giờ nha. Và nếu anh chị cần giúp sức trong việc này thì hãy liên hệ với tôi ngay. Tôi sẵn lòng giúp đỡ anh chị trở thành một người con hiếu thảo. Tôi, huấn luyện viên thật lòng 3T, cầu xin.